Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube channel của CNTG Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình IPsec VPN Client to Site trên router Mikrotik sử dụng L2TP kết hợp với IPsec để cung cấp kết nối VPN cho người dùng từ xa có thể truy cập được vào tài nguyên của công ty. L2TP là viết tắt của Layer 2 Tunneling Protocol, là một giao thức mở rộng của mô hình PPP, cung cấp kết nối VPN cho người dùng từ xa, tương tự như các giao thức VPN Client to Site khác. L2TP sử dụng giao thức UDP và cổng 1701 để thiết lập liên kết. L2TP không hỗ trợ mã hóa nên thông thường khi triển khai chúng ta thường kết hợp L2TP với IPsec để mã hóa dữ liệu. Nếu các bạn sử dụng L2TP để cung cấp VPN cho người dùng Windows thì IPsec là bắt buộc bởi vì chế độ mặc định trên Windows là L2TP over IPsec. Khi cấu hình L2TP kết hợp IPsec, nếu có firewall ở phía trước hoặc các bạn cần phải đảm bảo có các rule cho phép các port UDP 1701 cho L2TP, port 500 cho IPsec và port 4500 cho IPsec với NAT traversal được enable. Đối với L2TP thì giải mạng của client có thể khác hoặc giống với giải mạng LAN nội bộ. Ví dụ như mô hình bên trái thì giải mạng cho VPN sẽ khác với giải mạng nội bộ. Còn mô hình bên phải thì giải mạng cho VPN sẽ giống với giải LAN. Đối với trường hợp giải mạng cấp cho VPN client trùng với giải mạng LAN thì cấu hình trên Mikrotik sẽ có sự khác biệt. Do vậy mình sẽ cấu hình cả hai mô hình này. Trước khi cấu hình L2TP thì các bạn cũng phải đảm bảo đã cấu hình đầy đủ tính năng cơ bản để người dùng có thể truy cập được Internet rồi nhé. Mình sẽ bắt đầu từ bước cấu hình L2TP. Đầu tiên chúng ta sẽ cần tạo một DHCP pool để cấp IP cho người dùng VPN. Các bạn vào menu IP, pool. Nếu các bạn muốn người dùng VPN cùng giải IP với mạng LAN nội bộ như mô hình bên phải thì các bạn bỏ qua bước này, chỉ cần sử dụng pool có sẵn đang cấp cho mạng LAN là được, như pool DHCP pool 0 của mình. Còn nếu các bạn muốn sử dụng giải IP khác cho VPN client như mô hình bên trái thì các bạn click dấu cộng để tạo mới. Nhập tên và giải IP sẽ cấp cho client. Mình sẽ cấp từ 172.16.10.10 cho đến 172.16.10.100. Nhấp apply và ok để tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo PPP profile cho L2TP. Các bạn vào menu PPP. Chuyển sang tab profile. Nhấn dấu cộng để tạo mới. Name mình sẽ đặt là L2TP. Local address là IP tunnel phía đầu router. Các bạn có thể chọn pool đã tạo hoặc nhập IP cố định đều được. Mình sẽ nhập IP static. IP này chỉ cần cùng giải mạng với pool mà các bạn cấp cho VPN client là được. Remote address là giải IP cấp cho VPN client. Các bạn chọn pool đã tạo ở bước trước. Nếu các bạn muốn client cùng giải IP với mạng LAN thì các bạn sẽ chọn pool đang cấp cho LAN là được. Nhấn apply và ok để tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo tài khoản cho người dùng VPN. Trong menu PPP, các bạn chuyển sang tab Secrets. Nhấn dấu cộng để tạo mới. Name và password các bạn nhập tài khoản cho VPN client. Service chọn L2TP để tài khoản này chỉ áp dụng cho L2TP VPN thôi. Nếu các bạn chọn Any thì tài khoản này có thể sử dụng được cho tất cả các dịch vụ khác như PPTP, PPPoE ở đây, tùy chúng ta lựa chọn thôi. Profile chọn profile chúng ta đã tạo ở bước trước. Nhấn Apply.
Nếu có nhiều user thì các bạn nhấn copy để tạo thêm các user mới. Cuối cùng chúng ta cần bật dịch vụ L2TP lên. Trong menu PPP thì các bạn chuyển sang tab Interface. Chọn L2TP Server. Tích chọn Enabled. User IPsec chọn Yes. Sau đó nhập Pre-Secret Key ở ô Secret. Trên máy tính Windows các bạn sẽ nhập key này. Nhấn Apply. Đối với trường hợp các bạn sử dụng giải mạo cấp cho người dùng VPN khác với giải IP nội bộ như mô hình bên trái thì chúng ta chỉ cần cấu hình đến bước này là xong. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn cấp IP cho VPN client cùng giải với giải mạo LAN nội bộ thì các bạn sẽ cần cấu hình thêm ARP proxy. Để cấu hình ARP proxy thì các bạn vào menu Bridge. Kích đúp vào Bridge đang sử dụng cho mạng nội bộ. Trong mục ARP, chọn Proxy ARP. Nhấn Apply, như vậy là xong. Với trường hợp khác giải mạo thì các bạn để cấu hình mặc định của ARP là Enable là được. Để cấu hình VPN trên Windows thì các phiên bản Windows khác nhau, thì giao diện cũng sẽ khác nhau. Mình đang sử dụng Windows 11. Các bạn có thể tìm kiếm VPN setting cho nhanh. Chọn Add VPN. Connection Name, nhập tên cho VPN. Server Name or Address, nhập IP1 của MikroTik. VPN Type, chọn L2TP with Pre-Secret Key. Sau đó nhập key đã cấu hình trên MikroTik. Type of sign info, chọn username and password và nhập tài khoản vào. Nhấn save. Sau đó chọn VPN vừa tạo và nhấn connect. Trạng thái báo connected là các bạn đã kết nối VPN thành công. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình IPsec VPN Client to Site trên router MikroTik sử dụng L2TP kết hợp với IPsec để cung cấp kết nối VPN cho người dùng từ xa có thể truy cập vào tài nguyên của công ty. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.